Dạ, con chào cô ạ. À, cô chào cháu. Dạ, hôm nay con đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Sau thời gian mình trị liệu với thiết bị CH á, thì đầu tiên thì cô có thể chia sẻ một số cái thông tin về bản thân mình không ạ? À, cô là Vũ Thị Kim Anh, là 65 tuổi. Thì vừa qua là cô ngồi cái máy GH, tức là qua cái tờ rơi phát. Thì em cô đi ngồi trước, thì nó ngồi gần 3 tháng. Anh về nó cũng nói cô, do là cô đi làm, thành ra là cô không có thời gian ngồi máy. Nhưng mà sau khi cô ngồi từ 15 tháng 8 cho tới cuối tháng 10 là khoảng 1 tháng rưỡi, thì cô thấy là ngồi thử cái máy GH này nó rất là hiệu quả. Tức là thứ nhất đó là đầu tiên là cái giấc ngủ sâu, tức là ngủ rất là khỏe. Nó lúc trước thì cứ buổi tối thì cũng phải đi dậy đi vệ sinh 1-2 lần, nhưng mà sau khi ngồi cái máy này là 10-11 giờ ngủ là tới 4:30 dậy, nó rất là khỏe, nó không có vẻ oải như cái lúc mình chưa ngồi. Cái mà thấy theo dõi là mình đi tiểu là cái nước tiểu mình nó rất là hôi, nó nặng mùi lắm trong cái thời gian 1 tuần đầu á, về sau thì cũng đúng như là nó lọc ra rồi thì nó lại đi bình thường. Do đó là cô tiếp tục cô ngồi thì nó có những cái hiệu quả, là tức là ngồi cái máy này là mình phải đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng á. Cô là do đi làm nên là công ty là cứ cho đi khám. Thì nói chung là lớn tuổi mà thì ai là cũng mỡ máu, rồi cô thì áp huyết thấp, mỡ máu rồi đường cũng ít. Mà sau khi ngồi này thì nó cũng đã hết mất được mấy cái này mà người nó mới khỏe ra. Cô đi khám bác sĩ luôn? Cô đi khám bên Hòa Hảo có, mà bên Đại học Y Dược á, đi qua khỏi Hùng Vương á, khám ở bên dịch vụ á. Mấy cái chỉ số khi mình xét nghiệm là nó ổn định hết? Ổn định hết, tức là khi mà qua thì bác sĩ hỏi có uống thuốc gì không? Cái thì cô cũng nói là chưa có uống thuốc. Nên là bác sĩ cũng nói là cố gắng giữ được cái sức khỏe như vậy, tức là tập thể dục, ăn uống cho đầy đủ, nhưng mà ít đường, ít muối. Cũng dặn như là lớn tuổi thì cái đó mình cũng biết mà. Nhưng mà cái mà cô quan trọng nhất đó là cái đau nhất á. Lúc trước mà cô đi lễ thì lên cầu thang cứ phải lên từng bậc á, cho đều hai chân xong bước tiếp, nhiều khi nó cũng đau lắm. Nhưng mà từ hồi ngồi máy giờ thì đi bình thường. Hoặc là lúc trước á, là mình cái chân mình á, nó cứ tê tê á, nhiều khi ngồi phải gác lên á. Cái dạng tĩnh mạch của cô đúng không? Đúng rồi, nó kiểu như cũng nó buồn bực cái chân mình lắm. Nó có nổi được chứ? Tức là nó có nổi các cái đường gân ở trên bắp đùi với lại cái ngay cái bàn chân á. Cái chỗ mà gần cái mắt cá. Mà sau khi ngồi thì bây giờ nó tan dần, cái mà cô để ý là nó tan dần. Cái thứ nữa là ngồi thì nó coi như là nó tan dần mà nó không nhức mỏi nữa. Nó cũng nhức nhưng mà ít thôi, bình thường. Rồi thêm cái nữa là con em cô là nó bị dị ứng. Do là mới mua thì nó ngồi thì lúc trước là nó ăn đồ hải sản này, thịt bò vô là nó ngứa. Bây giờ nó ngồi thì nó cũng do mua máy về đó, thì nhà 4-5 người cứ thay bên nhau ngồi thì thấy nó cũng bớt. Rồi thêm thằng cháu nữa, do cái nó cũng mới lớn á, rồi nó dậy thì á, cái nó nổi mụn tùm lum mà, xong nó cũng cho nó ngồi lần thôi, 20 phút thôi, thì giờ nó cũng trắng bóc à. Hoặc là cô Khánh cũng vậy, cũng như là cũng bị thoát vị đĩa đệm mà, tức là cái đó nó không hết, nhưng mà cô Khánh cứ mỏi cái này lên nằm nó khỏe. Đó thành là những cái mà cô cũng muốn chia sẻ với bên cái máy GH này nè. Biết là nó mắc nhưng mà thực sự là khi mà cân nhắc để mà mua thì cũng phải xem xét đã. Nhưng mà bản thân cô thì cô tự theo dõi bản thân, anh ta thấy nó này, nên cô quyết định ngồi 1 tháng rưỡi là cô quyết định cô mua liền. Rồi về là giấc ngủ nó ngon lắm, nhiều khi nằm máy ngủ luôn. Ví dụ như là mình ra ngoài đó mình trải nghiệm thì ngồi thôi thì nhiều khi buồn ngủ lắm. Còn về nhà lúc nào một ngày thì cô chỉ ngồi có 2 lần thôi. Sáng cô đi lễ về khoảng 6 giờ cô ngồi 30 phút là 6:30, xong rồi là cô chuẩn bị là đi làm. Đến chiều cũng vậy, chiều về thì có khi 7 giờ hay 6 giờ là cô ngồi, cô cho nó cái khắc là 12 tiếng là cô ngồi. Chứ cô cũng buổi chiều thì cô ngồi 40 phút,
Dạ. Nên là cô cũng muốn chia sẻ là nếu như mà ai mà bảo vệ sức khỏe càng sớm càng tốt thì là cũng nên tiết kiệm để mà mua. Thì cô, nhiều người cũng hỏi cô, nên ra người ta cũng nói là cứ chia sẻ với những người đã mua nè. Lúc đó cô mua đầu tiên thì cũng một hai người mua rồi, nhưng mà cô quyết định thì người ta biết, tại trong giáo xứ mà người ta biết, nên người ta cứ chia sẻ cho bác nào. Cô chia sẻ cho cô Chiêm nè, bác Tị nè, dạ, rồi cô Thúy nè, bà Yến nè, là những người đã thấy là thích quá là mua. Giống như bà Yến mới đầu thì cũng qua nhà cô ngồi, ngồi một hai lần là về nói như vậy, xong rồi cô cũng chỉ nói là ở chỗ để trên lầu, bà có qua ngồi được thì lên lầu. Nhưng bà Yến nói là tôi leo được mà, qua ngồi thấy thích quá nên là cái cô con gái á, dạ, cho 5.000 đô. Hôm cô mới đùa cô bảo vậy chứ, thế đã chị Hải đã đưa tiền cho bà chưa, thì bà Yến nói là đưa rồi. Anh nói vậy là bà mua được rồi đó, thế là bà quyết định mua luôn. Mà cái đứa con gái thì ở trên Bắc Hải á, cũng về nằm nằm cái đấy là ngủ ngon lắm, thế là cứ hãy về thăm bà lại lại mua. Do đó là cô muốn chia sẻ là để cô sẽ giới thiệu, đã biết là cô sẽ giới thiệu. Nó thành ra là muốn bảo vệ sức khỏe lâu dài là ngay từ bây giờ. Nó giống như một cái là máy mà nó lưu thông máu ở trong người, không có bị tích tụ ở chỗ nào thì nó cũng sẽ bảo vệ được sức khỏe. Mà cái chính vẫn là cái người già là hay đau nhức với mất ngủ, thì hai cái chứng này mà thoát qua được thì thấy sống nó lạc quan lắm. Còn nhiều khi mà nó cứ đang đêm chật chừng vậy mà thức đêm thì thấy nó dài lắm, nhưng mà ngủ dậy là thấy nó ngắn ngày lắm rồi khỏe. Thì tất cả mọi người, như ai mà đã ngồi đó thì cũng nên là tiết kiệm. Mà lớn tuổi rồi thì cứ mặt dạn xin con cái là nó cho à, chứ nó không có ngại gì đâu, mỗi người cho một chút là đủ à. Dạ, thì nói chung thì cô sau hiện thời gian ngồi cô cũng cảm nhận rất là rõ đúng không ạ? Đúng rồi. Ví dụ như vấn đề về giấc ngủ nè, ngủ ngon, ngủ sâu hơn, rồi cái việc thải độc tố đúng không cô? Cô đi vệ sinh cô thấy nó mùi nó nặng hơn, rồi màu nó cũng đậm hơn, rồi cái việc đau nhức của mình nó cũng bớt, chứng tỏ là khi cô sử dụng cái thiết bị rất này là, rất là hiệu quả. Rất là mà tốt. Một cái máy này sử dụng cho cả nhà của mình luôn. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vì cô suy nghĩ như vậy nên cô quyết định mua, ngồi thử có 1.5 tháng, nhưng mà có ngày cô vào, có ngày do đi làm mà, thành ra là công việc nó cũng bận rộn lắm. Thành ra là không phải là mình cô mà cái nước tiểu nó thải. Thì cô thấy như vậy thì cô nói những người em cô, cháu cô đã để ý thì tất cả đều nói như vậy. Dạ vâng. Thành ra rồi cũng giới thiệu bạn bè này nó nghe là thích cả. Dạ. Thì cô có lời khuyên gì cho những bác còn ngồi ở hội trường của mình không? Thì cô cũng chỉ nói là những người mà ngồi trường là thứ nhất đó là mình phải kiểm tra sức khỏe của mình. Dạ. Mình phải biết mình, người mình nó như thế nào. Đúng rồi, giống như cô là lúc đầu cái tay cô là nó ngay bao tay nè, cô đi khám trên y tô này nè. Dạ. Là nó bảo cô là viêm bao gân tay. Vâng. Thì cũng mua thuốc vào khám là cũng mất 200.000, rồi mua thuốc cũng 500.000 đó. Uống tuần thì bác sĩ nói là nếu mà không bớt á thì phải mổ. Dạ. Thì nhiều khi uống xong nó cũng đau lắm. Vâng. Nó cũng đau lắm thì cô cũng đau, cô cũng tính đến nước là chắc phải mổ. Tại vì cô mổ cái tay gò súng á, lúc trước mà chưa có mua máy này cách đây mấy năm thì nó cũng hết. Ừ. Nên khi ngồi cái máy này thì cô cũng để ý. Để ý thì cái nào mà cô nằm mà để cái tay lên thì nó giống như là nó bị nghẽn cái chỗ đó thì nó hơi bị đau. Sau đó cô cứ sẳng tay ra là cô thấy nó không bị gì hết á. Mà không biết nó lùi thông. Mà bây giờ thì cũng không bị nữa rồi. Còn lúc trước thì một đêm mà chở mình cái là nó thốn lên cái cũng đau lắm. Mà từ khi nằm giờ thì thấy nó bớt rồi, thấy cũng mừng khỏi phải mổ. Nghe nói mổ ăn sợ đó. Rồi tính ra là thiết bị mang lại cái hiệu quả sức khỏe cho gia đình rất tốt, rất là tốt. Nhà cô là 4-5 người ạ. Nhà cũng mong là cô mình sẽ cố gắng mình sử dụng kiên trì hơn nè, đều đặn nè, rồi chăm sóc sức khỏe tốt hơn, rồi có bạn bè người thân thì mình chia sẻ những cái hiệu quả cho bạn bè người thân cũng có cái sức khỏe tốt như mình. Rồi. Cũng biết tới cái máy này, mọi người cũng có sức khỏe tốt hơn cô nha. Rồi cô sẽ chia sẻ. Dạ. Tại vì nó cái gì chứ về sức khỏe thì ai mà thấy được rồi là người ta cũng mua à. Dạ. Tại vì lúc đầu ngồi thì cũng chưa có nghĩ tới đâu, nhưng mà sau khi ngồi 1.5 tháng về là cô quyết định là vậy ạ. Tại vì thứ nhất là cái mình về mình thấy nó hiệu nghiệm, giống như là vừa rồi cô cũng đi khám sức khỏe đó là do cô làm công ty,
thì cứ 6 tháng phải kiểm tra sức khỏe một lần. Làm bên nào? Cô làm bên về bên kỹ thuật á, về bên may mặc á. Yeah. Thành ra là cứ 6 tháng phải đi khám sức khỏe lần. Yeah. Nên là bác sĩ khi mà khám xong các cái chỉ số về máu này rồi gan này thì bác sĩ có hỏi là cô uống thuốc gì không, cô nói là lần trước thì cũng chưa có phải uống tại vì chớm thôi, nhưng đợt rồi mới đây nè, cái hôm tháng 10 á là bác sĩ nói là vậy là sức khỏe tốt, cố gắng duy trì tập thể dục rồi ăn uống các thứ đó. Chứ còn người già là phải đông nhất các cái chỉ số máu mỡ đường là phải có, nhưng mà trong cái mức cho phép, đúng rồi, ổn định thì cũng chưa phải uống thuốc vậy đó. Cô nghĩ là nó cũng một phần là cái máy này, chứ lúc trước thì nó cũng có ít ít rồi đó, mà khi mình lớn tuổi là nó phải lên từ từ thôi. Đúng rồi, theo thời gian là những căn bệnh của mình nó sẽ phát triển, nhưng mà nhờ khi mà mình kiên trì mình sử dụng của cô, nó sẽ hỗ trợ cái việc chặn đứng cái sự phát triển của bệnh. Rồi như khi mà mình cố gắng mình trị liệu rồi ý thức sức khỏe mình tốt, nó sẽ đẩy lùi cái căn bệnh. Nó thêm cái nữa nè là cô hồi trước là cô ăn cái gì hay bị đầy lắm, nhất là thịt hay là cá mấy cái đó hay bị đầy lắm, nên cô ăn ít lắm, nhưng mà bây giờ thì ăn thoải mái rồi. Thậm chí hồi xưa mà cô ăn muối mít thôi nó cũng đầy bụng. Nó giống như đầy hơi á. Bây giờ thì thấy nó không bị bị tiêu hóa cũng đúng cũng rồi tốt, nó tốt lắm. Cô để ý mà thành ra là nhiều vấn đề điều cải thiện tốt, đúng không ạ? Cô cũng nói là nếu như mà ai quyết định mua thì mình phải xác định là sức khỏe mình nó gì, trong người mình có bệnh gì, rồi mình theo dõi là mình mới hiểu. Chứ mà mình không theo dõi mình thì mình cứ không thấy gì hết á. Mình phải biết sức khỏe mình là trước khi ngồi máy nó gồm có cái bị cái bệnh gì. Để sau khi ngồi máy thì nó sẽ giảm như thế nào. Là cô sức khỏe cô kiểm tra là cô biết à. Dạ rồi, thì cũng cảm ơn cô rất là nhiều ha, đã chia sẻ những cái thông tin lại cho những bác. Và cũng mong gia đình mình có sức khỏe tốt hơn. Chúc cô và gia đình có nhiều sức khỏe nha. Rồi, cô cảm ơn công ty nha. Đã có giới thiệu máy chứ thực tế mà bây giờ mà để trong gian hàng chắc không ai biết gì đâu. Đúng không? Dạ, cảm ơn cô.